Lạng Sơn bị thiệt hại nặng do giống lốc kinh hoàng giữa đêm. Vào khoảng 21 giờ 40 phút tối qua, ngày 8 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có những trận cuồng phong, xoáy lốc mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất là là thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quang, Cao Lộc, Bình Gia. Với hàng trăm mái nhà, công trình xây dựng bị tốc mái, hư hỏng. Kèm theo đó là các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất bị ảnh hưởng, cây cối, hoa màu bị đổ gục la liệt. Ông Hà Hoàng, 80 tuổi, trú huyện Bình Gia cho biết, khi tôi chuẩn bị đóng cửa điên ngủ thì giá mạnh thổi bạc cả tôi. Điều lạ là dông lốc không kèm theo mưa lớn như mọi khi và chỉ độ 30 phút sau thì chấm dứt. Tại thành phố Lạng Sơn dông lốc bất chợt, thổi bay nhiều pano, khẩu hiệu quảng cáo, bàn ghế và thùng đựng rác ven đường. Đến thời điểm sáng ngày 9 tháng 5, chưa có thống kê về số người thương vong, nhưng thiệt hại về kinh tế tài sản là rất lớn. Các ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đang vận động nhân dân chung tay, giúp sức để các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt bình thường.